Hồi đó thì buôn bán thì đi ghe qua bên Đồng Tháp 10 bển nó làm mắm. Làm cá, làm mắm gì đó, rồi đầu xong mới đem về đây nè. Đem đây rồi đầu cái mình tới thính á, mình thính, mình trộn vô mình thính rồi đi ra đây mua dưa, dưa gan. Dưa gan ấy ở trong vòng nè. Về mình làm dưa mắm. Rồi bắt đầu mình bán mắm tại đầu ông huyện này. Ông huyện là xã Quảng Khánh Nam. Vậy là tự mình làm luôn. Tự làm nhà đem về đây bán rồi sống về nuôi con. Qua ngày vậy đó rồi tới đợt tới hết mắm rồi đi bển nữa. Rồi giờ cô Thương nhớ cái vụ làm mắm mà dưa mắm dưa gan không? Nhớ chứ chi. Hay quá. Con đang ước cái vụ đó đó. Làm mắm đó là bán là tiền không á? Dưa gan đó mà bán đó chứ đâu có gì đâu, bán sống gì đó. Vậy là bà hay rồi. Rồi giờ già rồi đau chân gẳng nó nhức quá rồi đâu có buôn bán gì được nữa, nghỉ luôn rồi về tháo ghe ra luôn tới giờ. Không có đi bằng mắm nữa, già rồi. Bà Tư có mấy người con bà Tư? Ba. Mà hai đứa kia thì có vợ hết rồi đi chỗ khác, rồi còn thằng Út ở đây thì vợ nó bỏ rồi nó sống vợ bỏ vậy. Này mấy năm rồi không gặp à. Mấy năm rồi. Ủa, nó mấy tuổi, mấy tháng. Cuộc sống mà bươn chải là mỗi người mỗi nơi hả bà Tư? Sống khổ lắm. Giờ bà Tư có thân mình hả? Bây giờ chừng nào đám giỗ ông già. Bà già thì mấy đứa con nó mới có gì vậy thôi. Chứ không có bình thường gì. Khổ lắm. Xong mình nuôi cho nội. Con trai thì cũng đi làm ăn xa lâu lâu mới về cả nhà. Mà cũng đi làm bữa nghỉ bữa làm cũng không có tiền bạc. Rồi chân cẳng tật nguyền cũng không làm ra tiền. Khi làm mười mấy ngày nó nghỉ mười mấy ngày, làm hai ba ngày vậy đó, đâu có đủ sống. Thì qua cái chương trình này thì cô muốn nhắn gửi đến cộng đồng hay là cô có được cái sự ao ước gì không cô? Thì cô nói lên cho cả nhà nghe để có giúp được gì giúp cho cô. Giờ tôi chỉ ao ước là mạnh chung đó anh em cô bác á, giúp đỡ giùm xin làm cái chòi cái nhà cho cao cao lên chút rồi với già rồi sống qua ngày vậy thôi nuôi đứa cháu vậy đó nhờ giúp đỡ giùm chứ không biết nói gì hơn không biết gì hết. Trong nắng trời nó nguyên nắng nó hồng quá rồi thành mà to nó cũng xét hết rồi kìa. Con xét đó, thấy không xét nó mưa nó dột. Nó quá trời thấp luôn thì thiện tâm ngồi đây cái chút thôi mồ hôi ướt mình luôn thì cả nhà nóng lắm. Biết. Dạ, nóng dữ lắm không có sao. Bò đi. Mỗi lần di chuyển khó dữ vậy bà. Ừ trời ơi khổ lắm em ơi. Bởi vì kêu đi ra ngoài nhức lắm. Nhức thì chẳng chịu không nổi. Ủa cô đi đâu vậy cô? Đi giặt đồ, giặt mấy cái rất thương tâm cả nhà thì những người giàu có thì người ta có máy giặt thì bà cô thì bà giặt nước đó đơn giản. Khổ lắm bò tới bò lui lết thì giặt này nước mưa đồ hứng gì đó thì giặt đồ đây. Cái nồi vẽ lao. Lau cái sàn cho sạch để lết để dơ á bà. Nắng hơi chói nha cả nhà. Thằng bé này có học với giáo học gì không bà hay là ở nhà với bà? Ở nhà không, không có đi học. Chưa đi học luôn hả? Năm tuổi mà bà không cho nó đi học cô giáo luôn hả? Tại vì đâu có ai đưa rước đâu. Rồi sao mốt nó đi học theo kịp bạn bè bà? Bà không cho nó đi học. Giờ biết sao giờ, khổ lắm. Vô đóng mấy triệu làm sao tiền đâu có. Trời giờ cho nội đi học cũng không có tiền đóng tiền học cũng tội nghiệp á cả nhà. Không có tiền đóng tiền học. Cháu nội nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 5 tuổi. Chưa có đi học nữa cô. Ủa sao cô không có giặt mình xà bông cô? Hết xà bông hết luôn hả bà? Xà bông rồi.
mỗi lần bà Tư di chuyển rất là khó anh cả nhà. Ôi Nhật ơi, Nhật. Nhật ơi, con bỏ nó đi ra đây ơi nè. Nhau. Nay con được bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. À, dạ bạn. Dạ con 5 tuổi. À 5 tuổi, ngày nay con chưa đi học lớp nào đúng không? Chưa. À, nghe nội mới nói. Nghe. Con có thích đi học không? Con thích đi học mà con nói, thích đi học. Thích đi học cho con không chị? Ra đi này học. Xây mặt cho nó nghe 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 chưa đi học tại không có tiền hả? Mà con có ham học không? Không học không? Dạ có mà không có tiền đóng tiền trường. Con có nhưng mà con không có tiền đóng tiền trường. Giờ để mấy cô chú kêu gọi mạnh thường quân nào có lòng hổ tâm thì giúp đỡ cho con đến trường đi học, con chịu không? Chịu. Rồi đó, các cô chú và anh chị cũng nghe bé nói bé cũng muốn đi học mà tại vì hoàn cảnh bà nội cũng nghèo khó, cha thì đi làm ăn xa mà cũng không có tiền gửi về cho nên bà nội cũng không có tiền cho bé đi học đó cả nhà. Con các anh chị cô bác có xem clip của mình thì chia sẻ giùm mình để giúp được bà Tư và cháu được đi học đến trường. Nó đi mua xà bông về giặt đồ. Giờ ngâm nó đi. Giờ khổ quá rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Cuộc sống khó khăn. Người ta thường nói là gì nè. Sao cuộc đời của tôi nó bạc phước quá. Thì mình có miếng phước nào đâu bạc. Bởi vì người ta làm phước thì nó mới có được cái phước. Trồng cây thì nó sẽ có ngày ra bông kết trái, nó thành quả. Đầu xong vậy đó là người ta cho rau cái này thì cái nọ kia ăn vậy rồi sống qua ngày hả bà. Thì nói chung mình cũng khổ khó khăn, mình không làm gì ra tiền già cả rồi thì nói chung ai cho gì mình nhận đó. Nó cho là bọc rau rồi bọc rau đem về lựa ăn. Chị trai hả? Chị trai bán đồ đồ hồng bông hả? Dạ cho chị mông a di đà Phật. Dạ. Nó mua bánh xè, nó mua cái này cái kia nó cho rồi đó. Nó nấu nuôi vậy nó cũng xách xuống cho, con cá chiên nó cũng đem cho. Dạ. Chai vậy nó. Nó mặn nó mua cá sạc bổi nó chiên rồi nó đem xuống nó cho. Dạ dạ. Tội nghiệp lắm nó cho hoài cho đồ ăn. Dạ. Cái gì nó cũng cho. Chị đó là bả tin trai, bả là con gái mà bả tin trai. Ừ, nó tin trai. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nói chung mấy người ở đây vòng vòng đây thì cũng thấy hoàn cảnh mà cũng khó khăn. Người ta cũng có giúp đỡ một đôi ít, nói chung là cũng ít lòng nhiều. Rồi. Bà Tư ơi, nay con tới đây cũng có gì. Trước thì cũng quay một cái clip để xin Mạnh Thường Quân á. Coi các anh chị và cô chú, các Mạnh Thường Quân á, có ai có lòng hổ tâm á, thì giúp đỡ bà. Để hỗ trợ bà được phần nào á, cũng được. Ở đây con cũng có một cái gạo. Con gửi tặng bà để dùng để thảo. Rồi, là cảm ơn nhiều lắm. Lá lành được lá lách nha. Của ít lòng nhiều nha bà nhận rồi, rồi con nha. Rồi, cảm ơn. Rồi. Cô Tư nhận cảm ơn. Cầu chúc cho con được nhiều cái phước nha. Rồi con cũng cảm ơn bà nha. Con cũng rất mong các cô chú Mạnh Thường Quân á có coi clip của Thí An á rồi có giúp đỡ được bà Tư lần nào thì em cũng cảm ơn bà Tư, cũng rất cảm ơn các cô chú và Mạnh Thường Quân. Cảm ơn nhiều lắm. Chị nói thôi cho nhỏ cháu cho. Nhỏ cháu nó cho bao gạo giờ kéo vô chút nữa đi nấu cơm. Bắn khổ lắm. Cho chút cơm. Nói chung mình cũng không có gì nhiều nhưng mà của ít lòng nhiều cả nhà ơi. Cái thùng này để gạo hả bà? Cái thùng này để gạo hả? Nhà bà Tư cũng hết gạo rồi cả nhà. Được không? Để con đổ vô cho bà. Con cũng còn gạo. Còn cũng ít. Rồi. Dạ. Chút nữa bà đổ được ha, làm từ từ để nặng quá rồi bị nhức nhưng mà. Biết rồi. Dạ.
Bà Tư cũng già tuổi, già rồi cũng lớn tuổi cho nên nhà cửa hơi bề bộn nha cả nhà. Đâu có làm gì được đó. Tại vì chân cẳng cũng bị nhức mỏi rồi có tật nữa, không có dọn dẹp được. Mỗi lần di chuyển rất là khó. Khó lắm. Bà Tư ở đây là... Bà Tư ở ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam nha cả nhà, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà nãy nhiêu tuổi bà? 70. 70 luôn hả? Vừa đúng tròn 70 luôn. Đây là mấy cái thức ăn để bà nuôi, có nuôi vài con gà, con vịt á, để xây sở qua ngày, nhưng mà vài rồi vài con gà và con vịt đó chắc cũng không đủ kinh tế đâu cả nhà. Bà ngủ ở trong đó đó hả bà? Ngủ gần cái bếp đó hả? Nóng, hồi nãy giờ Thí An ghé đây mà rồi nửa tiếng đồng hồ mà mồ hôi nó đổ ướt mặt quá trời nóng luôn á mọi người. Cũng thương bà ở đây quanh năm. Bà Tư đi đâu bà Tư? Đi rửa chén. Dạ trưa rồi. Để chú ăn cơm. Rửa chén ăn cơm. Dạ. Ờ à, điện ở đây là bà xài điện nhà nước cho luôn hả bà Tư? Ừ. Đóng mình lấy tiền của đằng tính bằng này là chịu điện tháng 200 ngàn. À, là kéo của cái hộ nhà kế bên người ta cho mình xài ké. Ngày bà ăn sao, ăn mấy bữa ăn bà? Hai cử, ngày ăn hai cử. Hai cử mà không có gạo ăn nữa mà. Đâu có ăn nhiều. Bà ăn cử nào bà Tư? Cử sáng với cử chiều. À. Ăn ngày hai cử, cử sáng cử chiều. Nhà mà ở đây mà chỉ có xài điện vậy thôi mà tháng 200 nhiều dữ vậy bà. Ờ đó vậy. Có khi tháng còn điện lên nó còn tính lên nữa. Ờ. À. Nhà đâu có vật dụng gì đâu, chỉ có mấy quạt với đèn vậy thôi. Truyền hình cũng không có luôn hả bà? Có. Nói chung là mỗi lần bà Tư di chuyển là rất khó khăn đó mọi người. Cỏ rác là mưa gió nó tạt dữ lắm, tạt hết rồi. Mưa, còn chỗ sàn này sắp mục rồi nè. À, cái sàn này sắp mục hồi nãy con ừ. con có quay, ừ. Con có nói với cô bác và anh chị. Đúng rồi, cái sàn này sắp mục rồi. Cái này là lơ mơ đi nó mục là sập giờ gãy á, gãy chân á. Không dám ra đó đâu. Dạ. Trong này à, dối à. Mục rồi. Ăn nó mục hết rồi đó, đó dán nó lên mục. Nó mục mà nó yếu nè. Đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà, nó bị yếu mục rồi nè. Cho nên cũng rất là nguy hiểm. Đất này ở của Mùi Sơn nè. Đất của Mùi Sơn là anh của bà ha. Ừ, anh ruột. Bây giờ nhà nước mới lại làm, bây giờ là nó đào kinh rồi nó làm lộ. Dạ. Đó rồi giờ nhà nước quy ra rồi bên bển giờ còn có miếng mình đó là của anh Mừ thôi, còn ở đây rồi nhà nước lấy. Ừ. Nhà nước lấy là của nhà nước. Nhà nước lấy lại rồi tôi ở trên này là nay là lâu rồi. 96 tới giờ. 96 tới giờ là 25 năm rồi là hiện tại là đất này là của nhà nước. Ừ. Nhà nước lấy qua nay không ai được quyền. Dạ. Thì giờ nhà nước cho ở thì mình cứ ở đi bà, chứ giờ mình không ở mình cũng đâu có chỗ đâu mình ở. Ừ, thì đó nhà nước cho ở. Dạ. Cũng như bên anh thì còn chị. Dạ.
còn con của ảnh này này kia để phân biệt cho của nhà nước mới cho tôi ở được, biết không? Đó vậy đó, nhà nước lấy ra, nhà nước phân ra vậy mới cho bên đây ở. Ngày nào sống thì thôi, chứ sống thì ở, chết thôi. Rồi tới con mình ở luôn đây nè. Con cháu rồi ở nhà nước cho mình. Dạ. Bò đi. Giờ đi lết vô nhức cái chân quá, giờ bò luôn hả bà? Tội nghiệp bà Tư. Giờ chóng mặt hả bà? Nãy giờ quay qua quay lại chóng mặt hả? Nói chung sức khỏe của bà cũng yếu kém. Dạ. Lớn tuổi rồi. Cũng 1 2 năm nữa đây. Dạ, Thúy An xin tạm dừng clip ở đây á. Con quý cô bác và anh chị các mạnh thường quân á, có xem clip của Thúy An á, nói về cuộc đời bà Tư á. Mong các cô bác và anh chị nhấn chuông đăng ký kênh của Thúy An để Thúy An có động lực làm được cái nhiều clip hay cho cả nhà cùng xem. Và dạ, mong các cô bác và anh chị có lòng hảo tâm á, giúp đỡ được bà Tư á, thì bà Tư cũng có gửi lời cảm ơn cô bác và anh chị. Cũng câu lá lành đùm lá rách nha cả nhà. Thì nói chung mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh, thì mình cảm thấy giúp được người nào được đó thì giúp. Thúy An rất cảm ơn quý cô bác và anh chị đã xem kênh của Thúy An.